chào mừng ông bà cô chú anh chị em đã trở lại với kênh Cường Tina Flora TV. Thì cả nhà ơi, hôm nay là mình đi lên trên Tân Phước mình chơi nha cả nhà. Đây đồng quê thấy đẹp lắm nha cả nhà, đi từ đồng quê nè. Bây giờ bắt đầu mình đi nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà theo chân Cường và Tina nha. Rồi mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình đi Tân Phước Tiền Giang chơi cả nhà ơi. Nhà ông anh con bà dì ở trên này nè. Hôm nay là đám giỗ chị ba. Dạ. Rồi dẫn lên thăm đi đám giỗ rồi thăm anh em trên này rồi. Rồi mấy cháu rồi. Bây giờ mời cả nhà cùng đi theo Cường và Tina nha. Đây nè, mọi người thấy mấy cái cây cỏ này á, mình nhìn tưởng đâu cây mía mà không phải là cây mía đâu nha cả nhà. Mấy cây đó là cây cỏ để cho bò ăn á. Cỏ dôi á. Mới đầu mình cứ nghĩ cây mía không à. Vô cái đường đồng rồi. Nó có vẻ là đó, qua cái cầu nè. Cái đường này được xong rồi gạch. Dạ. Ông bà cô chú anh chị em này coi quá trời đẹp. Mình thấy nó cái kiểu mà nó cũng ấy quá ha. Kiểu như trong cái đồng quê vậy. Thì trong đồng quê chứ còn gì nữa anh. Nhưng mà nè. Kiểu mình cũng khoái thì nhớ lại cái năm xưa mình ở trong mấy cái đồng quê này. Mong cả nhà đi với mình để mà coi nhớ lại những cái thời thơ ấu xưa. Ta đang cúng cái gì? Đám giỗ. Đám giỗ. Có mấy cây tràm. Bây giờ ít tràm nè. Qua ngày nhà xưa tràm nhiều lắm. Hả? Ngày xưa cây tràm nhiều lắm. Đây này cây tràm kìa. Giờ bớt rồi có ít. Cây dầu dịp. Có cây dầu dịp nữa. Kìa. Phải không? Ở đây tràm. Đó. Tràm bông vàng đó mình kêu hồi xưa đó. Nhưng mà hồi xưa cái cây tràm gì mà cái vỏ của nó là xốp mình gỡ ra từ lớp luôn á. Chứ cái tràm lanh đúng không? Cái cầu này nó để số 1 với số 5 là chưa? Tấn rưỡi. Không, cái đường này. Tấn rưỡi. Đường đó tấn rưỡi. 1 tấn rưỡi. Đường xuống đường đan đó. Vậy là ngon rồi. Cái này là trên thuộc địa là Tân Phước rồi phải không? Dạ. Tân Phước. Cái hàng bông mới đẹp chưa cả nhà. Cái này hồi xưa là không có cái đường nhựa gì đâu. Mà hồi xưa mà xe cộ đâu có nhiều, họ đi bộ rồi mười mấy cây số thì thường không từ dì ba là cứ đi một ngày đi về một tuần đi 2-3 lần vậy đó. Bởi vì nói mà thời xưa mà mấy người lão làng người ta đi đâu có bị cao máu cao mỡ, có mỡ máu gì đâu. Đi tập thể dục nhiều khi là ăn ít mà đi thì nhiều. Đi tốt khỏe, có sức khỏe. Đúng. Tốt cái tim mạch. Rồi che rồi đẹp chưa? Quá trời. Rồi vô cái cầu gì nữa này nè. Có cái cầu cống. Cống cống đập. Mỗi khi mà nước mặn đầu xuống là ta đóng cống mở cống ở đây phải không? Dạ. Ô nước mặn vô tới đây không? Tới có, trên đây dạ, có nhưng mà ít lắm, ít cầu đó 8 tấn đó. Dạ. Mà hồi xưa trên đây là nước phèn nhiều ha. Dạ trên Tân Phước mình là nước phèn đặc trưng. Đúng rồi. Bởi cho nên người ta trồng khóm, ngày xưa trên đây khóm không à? Khóm. Cả nhà thấy tràm không? Cây tràm, tre, cây me bự kìa, đó. Hồi xưa mình có đi ông Đa vô đây năm rồi, có đi ông Đa lần rồi. Đường mình đi. Mấy cái này thì quá trời tuyệt vời. Thấy nó lạ.
nha cả nhà. Đó, nhà mình đi đám dỗ là nhà anh Sáu đó, đó cái con nó có cái nhà đó đó. Đó. Cái cổng xanh xanh đó cả nhà. Đây là ta đang làm đường. À, đó. Bây giờ mình đi qua cầu đó qua được không? Dạ được. Hôm trước là thấy xe lớn nó qua được á. Mình lấy xe mình lại thẳng thớm cho nó có tới tấn rồi rưỡi đâu mà để cho nó đi qua đi. À, bây giờ mình qua cái cầu này nè nha cả nhà, mình quay luôn được không? Tao nói không vừa con được không? Không vừa à, đi xuống con cho tao đi. Đi. Ở bên đậu đây. Bên đây cũng được, đậu nên đi bỏ qua cũng được. Để con xuống coi người ta nói. Nó đi được kìa. Nó chưa đi kìa. Đi đi anh, đi. Ok. Nó được, không được thì nói được, kêu nó đậu lên xem cho. Cảm ơn con chứ. Cả nhà ơi, bây giờ ăn lẩu cá mắm ruốc nha cả nhà, ngon lắm. Đây đang nhúng rau. Bây giờ mấy đứa cháu bún cá nấu với mắm ruốc phải không? Lẩu cá mắm ruốc. Này là bà chị thứ năm. Thảo con không biết ăn mắm ruốc hả? Có cái trồng ra là áp luôn. Nhỏ này mái tóc giống má nó hồi còn nhỏ, nhớ không chị bảy á? Chị búp gì nè. Nó là vì ba có đút mắm ruốc mắm nêm chị đâu không, chứ chị lớn chị biết tới giờ là không đời nào không ăn mắm ruốc hả? Không, mắm ruốc mắm nêm mắm nục là rồi. Chết là chết chứ không ăn. Hình như em nhớ hồi đó bà ngoại có nói. Ngoại nói con Sạn nó không có ăn mắm. Rồi ai đây nè, hình như bà Mười ai nó lóc mắm đồ kia thì hình như là nói cái vụ mắm bà Mười hay ai đó nói chị lấy một cục quẹt vô lỗ mũi nó riết là nó biết ăn à. Bà Mười với bà Chín á. Nhớ rồi. Cái không có đây nào. Bây giờ đi nó có vô mà thấy mấy bà ăn rồi ra né rồi. Bà Mười là thích mắm sống. Bà Mười mắm sống. Còn mắm cá linh đó, chị ra thì có nhậu. Dạ không ấy, mua mắm cá trước. Bỏ món này món gì mắm hả? Hấp chân gỏi 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 gà tấp mỡ mua miếng thịt ba rọi thắng bắp chuối á rồi cái rưới lên ha để lên sơ vậy đó cái ăn đơn sơ vậy mà ngon á. Hai ba con
con nè chứ. Trời ơi, sao mà hai cha con ướt sũng hết trơn rồi. Cái thằng cha thì khô queo, nó để cho đứa con nó hứng nước mưa. Mưa nữa à. Bà Nam ở đây nó mưa rồi nữa. Nam đồ ừ. Bữa hổm mà biết nó qua tu nó ngồi ngoài mưa không hả bà? Ủa sao nó nhỏ nào khoái mưa hả? Ủa này là con của đứa nào? Cưng nó bà ơi. Ủa cái này là rồi bảo thay tâm giống cha nó hồi còn nhỏ quá chừng luôn. Bữa nãy tôi nói ủa nãy ông chính coi nào nãy giống cha nó vô nhảy bạch bạch trời ơi. Bà nội tôi chết rồi ai cho tiền tôi đi học trời đất ơi. Bà nội tôi chết ai cho tiền tôi đi học mà hai đứa giống y cha hồi còn nhỏ. Gây lấy lết cái bằng lần trước đó mày. Dạ. Sợ không có tiền đi học mà bà nội chết cũng lo. Nó kể như đó đó. À. Tóc kể vậy đó. Tết cái tới tới phiên mình cái nó nói mấy bà ơi lại coi giờ mấy bà cười hết rồi cả. Còn nó nhảy dựng dựng nó em run à. Còn tới khi mình cái nó nói vô coi nè mấy bà vô coi mấy bà lành mấy bà cười hết rồi vậy chứ được nha tới tả mộ là đi á biết ngày mốt tả mộ chứ mưa bảo là không có đi chơi đâu nhưng mà bệnh là cũng có cha nó giờ dưới nó cần nó lo cho anh tới tả mộ là bắt cháu bắt về không biết dễ chứ mấy à con gì chứ thằng trèo ấp đi này ổng dưới hai đứa rồi để giờ sắp xếp cho cái này à cao hơn cho cô một miếng đi cho con đó nó làm như đúc đúng bà luôn. Ồ đẹp quá ha, dân thủy đẹp. Mời cả nhà ăn rau câu với mình nha. Đó đó đó. Tránh miệng. Có ghế rồi. Rồi lấy cái rồi đây là mấy chén đũa. Anh Thảo ơi đừng để bà mẹ ghét con mẹ ơi, tao hết nè. Nó không đập tay đập ông. Tóc mà được cái này bự. Nhỏ đâu chịu. Nó làm đẹp quá hả? Nha. Dạ. Bây giờ nó giỏi rồi chứ. Bây giờ nó giỏi cho hả? À cô không em học ơi rồi. Hồi xưa nó vậy chưa. Hồi đó tôi nói xin lỗi nó nấu đồ cơm chưa chứ. Biểu ăn tôi nói thẳng luôn á. Cái chị Biểu con nấu cơm. Mẹ mẹ bà nấu đi. Bà đừng để nó nấu. Dạo không có gì giữa ba bữa đó. À hả? Đâu biết nấu cơm hả? Giờ thứ gì. Mẹ về đây nắm giỗ cái gì. Cô năm giờ làm gì. Con bạch rau đi. Sáu là cái dầu tới đi. Để tôi nói nó đào cho tôi thương nó nhiều đó là do nó thiệt. Nó không biết là nó hỏi. Ta không biết mà. Chỉ cái này cái nọ cái kia. Mà đa số mấy đứa mà nó không có biết nấu gì hết á. Sau này nó nấu giỏi dữ lắm. Bằng cái gì ướp đó con ướp dày 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 nha. Giỏi không muốn làm á. Biết rồi không muốn làm. Bà hai lên đây ngồi ăn. Bà hai nó tôi bình. Ok chào con. Ướt quá lạnh á, có đi thay áo gì không con? Hả? Để lạnh. Đầu cá lóc. Con đi xuống con lấy, con lại ngồi đây đi rồi bà cô nay mà nãy chị nè, bà Năm kêu con đi lấy cái chén đôi đũa lên cho con này ăn luôn sao? Nó chạy xe kiểu gì mà để cho con nó hứng mưa vậy trời? Nó thích mưa hả? Lại ngồi đây ăn đi nè. Tôi chạy con sao chùm vô nó chùm nó lớn. Nó thích nè. Mượn đầu con kem á. Con lấy kìa. Kia có đồ nào không mượn cho cháu nó thay để nó mặc lạnh, ướt lên nó ướt cảm. Không phải bà Năm về bến lấy bộ đồ bà Năm. Lấy cái áo được rồi. Lấy cái áo mặc áo đầm luôn. Không về bến lấy cái áo bà Năm. Không nhỏ này nó đi đâu nó mặc đồ em được. Để cho con chứ. Không nó đâu có còn sao bự cái cô được cô. Ôi đừng hỏi số ký ở đây rúng rính hết ra con. Mày chắc chị cân ba lần quá. Em nghĩ chắc. Đối với gì mày không có đâu, em đâu có giữ vậy chị gấp cho em chừng 4 lần hả? Chị nhiều lắm là 42kg là nhiều lắm đó, lúc đó mập rồi đó. Hồi em còn nhỏ em mỏng, hồi xưa chị 5 đô con hơn em. Chị bự em quá chân luôn. Hồi đó nhớ mấy bà kêu chị bằng gì nhớ không? Con thấy Lan. Mà giờ thuộc chị con chó mà con chó khóc. Mà đâu có ngờ bà ế ốm nha. Còn chị Sáu thì mỏng manh từ nào giờ. Rồi con qua đó đi. Chị Sáu hồi nào giờ. Mà chị hồi nào giờ chị không có mập. Chị cứ roi vậy nè. Thảo đi. Bà này hồi đó bà bự con. Nhớ gì gì 12 à, ngày xưa không? Bà Năm cũng mập quá chừng mập luôn. Cháu gà nè.
nước cái gì cũng có hết. Thảo phải đi lấy cho con nữa, con tâm nữa, dính con nữa, mới nữa, lấy cho nó đi, nó chạm nữa. Rồi con ăn đi, tắt đi. Em không ăn nổi, giờ ăn cho em ngồi em cười. Lấy ra mà nắm. Này là bò né càng cua nha cả nhà, bò né càng cua. Ngon ghê chưa? Ăn đi con. Dạ. Con ăn đi gì mà lôi sâu đi. Nãy giờ nhớ con nè, lấy ấp thêm miếng sâu đi nè. Ăn cho có bạn cho nó vui. Ai biết con gì tao hồi xưa giờ là nó con sâu. Con đó. Con đó con sâu. Con ai? Mày muốn cái chú gì nó kêu. Chiều nay ăn một chiều nay ăn rồi mới về nha. Chiều nay ăn thỏa mãn cho món rau tàu bào nha. Dạ. Tao về tao lấy ớt. Mưa rồi mới đi nha. Đổi xong nha. Ăn cái gì chị? Có chứ. Đó hả? Ăn ở đây được rồi chị, khỏi đem về. Về nó có đồ ăn chứ. Nhà nghỉ đó cũng có chứ. Lúc được lớn rồi, hồi đó là đi theo theo cái ông. Không không có chị. Lúc 17, 18 tuổi rồi đi theo theo cái sau này đi cái hồi mình nghe mà vô viết phòng luôn. Lạc đó, cũng dạ. Trời ơi, thôi. Gọi em lại á. Ê, để cái cục đó cho con chó nó ăn tội nghiệp. Ăn ngủ ở trong viết phòng. Lát cho nó ăn, nhớ cho nó ăn để đó chị. Nó là tứ đổ tường là cho nó gặm xương hả? Chắc nó bắn trúng cái lưng sống của con chó, con chó nó bị liệt luôn. Rồi thời kinh tế mới là dữ lắm hả chị? Đi, đi đào thủy lợi. Đào thủy lợi. Con múc gì uổng. Chị Nam xử nó phụ em đi chị Nam. Dạ. Thời đó là chị ăn bò hết đi để rau cho em. Bây giờ cân lên đứa nào nặng là đứa đó ăn rau, đứa nào nhẹ đứa đó ăn bò. Ừ, ăn rau ăn bò đó. Bắt đầu chị ăn không có được nhiều như người ta. Em cũng giống vậy đó, em cũng không ăn được mà em miếng nuốt miếng đặng miếng được cho nên em mới vậy nè. Chị két ăn dữ lắm. AK em phá không có bị cái kén ăn rồi 16 khổ cho em chỗ đó đó. Cái đầu nó banh bè hết. Thấy chị ăn gì banh phá dữ nước mắm rồi là kia hai ba cô Minh hỏi miếng là miếng thịt quay là xong rồi đó. Cái hồi mỗi lần mà má qua đó em làm đồ ăn cho má ăn má đấy. Tao ăn không nổi mà má trước khi mất là mấy năm má không muốn ăn rồi. Làm đủ thứ cho má ăn mà má mê nhất có cái là mì gói. Cái mì ly á mà nó cay cay mà loại của người Mễ á bển là má thích cái đó nhất. Đã vậy là còn lâu lâu mỗi lần má ở bên đây em đóng thùng em gửi mì gói về cho má có ai tin đâu à? Mà gửi mì gói dạ, ở bên đây không có cái loại mì má thích đó, em gửi về cho má được hai lần mì thôi ăn đi để ngồi chừng sau nghe tin má đó. Đâu rồi đó cá nào dám đũa nó rồi không sao cũng đã lớn mà đông á thì thế sao em nói rồi má ơi tại con gửi mì má ăn má cao máu má mất má ơi hu cao gì năng má hồi đó lâu lâu có má ăn gói mì đó mà má thích mấy cái đó hồi nói nào ngay em hồi đó mà má thích ăn cái gì là em cho má ăn à. Cái dây gì nữa làm mà điện tại giờ đắp lên một đường vậy á. Ê nhưng mà nấu mà chừa tao dài miếng mình chứ con thơm nhưng mà ít. Cái rau rồi kia. Cái máu lại cái rồi. Nấu y như nó vậy. Anh em lên kìa. Con miếng thứ nhất miếng cho mình. Ôi rồi đi trễ rồi. Rồi miếng thứ ba cái gì mày biết làm sao. Dạ. Xong rồi đó mày ăn giùm tao để chiều nay về có chửi tao kia ơi. Để các ông nhớ không? Ông nhớ. Tỉnh ngày nói ra. Nhớ không? Rồi nói gì? Nói gì chấm nấm mà ngọt lắm à. Ăn tẹt thào á. Chấm nấm là chỉ có xào với cái trời thôi. Ngồi đây hả con bỏ. Không nhớ, không nhớ. Không biết ai. Không nhớ. Khi mất một người thân mà mình thương rồi là người giống như là mình bị mất
cái gì của mình mất luôn rồi, đầu óc mất theo luôn á. Đem hai bà chú lên để đó. Để hôm đó xài còn hai để ý con chăm bà con xài lưng cho đi hồi năm rồi nha. Hồi xưa không biết anh Sáu biết không chứ anh đi về anh ít nói từ nào giờ mà ha. À, làm việc anh biết không chứ hả? Mấy nay là vậy hả? Giờ cũng có ông chú Út. Giờ còn thịt không? Nãy em thấy càng cua dữ lắm. Kinh mà ngon quá rồi. Cái gì chậm món ngon ghê á. Kinh chậm thôi, chậm không hả? Rồi lát chỉ cho cô nữa, cô về bên bển cô ra giường hái càng cua vô làm. Ông là hồi xưa ông là ừ lát nữa kết đi ừ. Nó bạn coi tao nè. À. Dạ. Mấy ông cải tạo. Đúng mẹ gặp hai lúa, đã kết trời quá sức cười quá. Chơi đâu, đi theo ổng trong. Đi đi gỗ hẹ đó. Là sữa trà. Gỗ mấy cái bánh lăng. Nước rồi cái mà lát chiều ra đại mình đánh ráng nữa. Dạ. Dắt đưng dắt đồ đi về làm lót lá luôn. Rồi đó chú còn nhớ. Nướng thiệt giòn nha. Đi theo ổng giòn là tao chơi. 2-3 ngày thôi. Nó bác mà tự la không à. Nay không giòn mẹ. Coi coi cái lưng của nó y chang như cha nó hồi còn nhỏ. Còn có ông Dượng. Rồi hỏi tôi với cha nó gây lộn thôi, khỏi nói luôn. Chú cha kêu ông hái, ông hái vú sữa, ông hái trên ông gục xuống dưới này tôi chụp không được tôi la ông tội trúng ngay mặt tôi không chửi. Đây đó có lúc tôi còn nhỏ tôi dùng đó hút quá. Cũng có một bạn ba nó cũng làm nè. Đi thư luôn bọn nhé. Đi chơi đó, dẫn chơi chứ. Tập chúng lấy cái chúng của ba nó ra. Vậy bổ gì vậy? Hai đứa bổ rồi kìa. Hai đứa mình gây lộn rồi nó bổ. Có người nói giỏi, có người nói giỏi. Ê, bút vô con này luôn. Nhỏ này cũng là con chị của nhỏ này cũng ở nhà thư. Mấy thằng có người nói gì. Biết biết ông Cường nói sao nói. Quảng hồn chạy. Cường nói gì đó. Trời sao hồi xưa bà ít nói. Giờ bà nói bà ưa la tôi dữ vậy. Mà động tới một cái rồi biết không? Ông biết luôn. Ê, mẹ, cô Tiến. Cô Tiến anh bà nhớ em không? Trời đất ơi. Cô Tiến á. Bà Tiến á. Tiến nè. Nhớ nhớ Tiến không? Nhớ không? Trời ơi. Nhìn không ra. Tiến hồi xưa nó ôm vô, bữa nay nó tròn quay và nhìn không ra đúng rồi. Anh thiếu ăn hay gì anh ấy biết rồi. Ngon rồi đấy. Coi chứ mà khỏe đó. Anh khỏe hả? Ừ. Bệnh nè. Buông nó ra đi, bệnh chi, đừng có bệnh nó nữa. Buông nó ra. Giờ nhớ em rồi, em chưa? Em lặng tiếng nè. Chồng nó nè. Dạ. Nè, về bển đây ráng ăn, đừng có để nhịn, để em ta ăn mày quá. Mày ốm, mày phải bằng nó nha. Trời ơi, tôi thương em chị, tôi nhường cho bà ăn hết. Để nó quá trời quá đất đi. Mày dụ em tao đó nha mày. Dụ gì bả chứ tôi nấu chứ tôi đâu có tự động nấu đâu. Em mày nấu thì ăn con đi em mày nấu nhiêu mà bưng đi cho bả à, em kết thúc mày nấu nhiêu cái mày bưng cho nó rau mà ăn hết rồi. Cả nhà ơi, tới đây Cường và Tina tạm dừng nha cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video kỳ kế tiếp. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và theo dõi của kênh của Cường Tina Flora TV. Giờ đây chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày được mọi sự bình an và tốt đẹp. Bye bye cả nhà. Bye. Bye.